Như chúng ta đã biết, sân thượng là nơi chịu tác động trực tiếp của các yếu tố về thời tiết như mưa, nắng, gió. Nhất là khi nước ta là nước có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, mưa nhiều nên thường xuyên phải chịu tác động trực tiếp của nước ẩm. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tính toán đến phương án chống thấm hiệu quả. Vậy phương án nào là chống thấm tốt cho sàn mái, sân thượng, cho ngôi nhà của quý vị? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Quy trình chống thấm sân thượng sẽ gồm 3 công đoạn chính, đó là lên ý tưởng thiết kế, chuẩn bị bề mặt thi công và tiến hành chống thấm. Bề mặt sân thượng càng được chuẩn bị và làm sạch kỹ lưỡng thì hiệu quả chống thấm sẽ càng cao. Sica1F là hợp chất chống thấm có phụ gia đặc biệt, cốt liệu chọn lọc đóng gói dạng lỏng sử dụng được ngay. Sau khi trộn đều sản phẩm với xi măng theo tỷ lệ được hỗn hợp vữa chống thấm để khóa chặt các lỗ rỗng, che lớp mao dẫn trên bề mặt bê tông cũng như bề mặt gốc xi măng, mang lại hiệu quả chống thấm tức thời. Ưu điểm của Sica1F đó là hiệu quả kinh tế, dễ trộn dễ thi công, không cần phải trộn thêm với nước. Độ trễ cao nên dễ dàng thi công bằng cọ, lăn, bay hoặc phun bằng máy áp lực. Hiệu quả chống thấm rất cao, bám dính tốt trên bề mặt vữa và bê tông, thân thiện với môi trường, không chất độc hại. Sica1F không chỉ được sử dụng chống thấm sàn mái bê tông, ban công, sân thượng mà còn chống thấm khu vực nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt, chống thấm cho các bề mặt tường đứng. Để đặt mua vật liệu chống thấm Sica1F, quý vị hãy tới các cửa hàng Sica tại Hà Nội, địa chỉ số 156 Quất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại 0911 887 113, Sica tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 39 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, số điện thoại 0963 333 851. Đến đây, thời lượng dành cho video chia sẻ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!